Số 120 bên tay trái này thì không có số 120. Tại vì số lùi. Lùi rồi. Hồi nãy mày đi kêu số lớn nhất là 130 mấy. Ở dưới rồi. Dạ. Công nhận chú chạy ngồi xe đã thì quay phim sướng thiệt. Chạy từ từ được thấp. Dạ. Chạy từ từ. Nhìn quay qua quay lại quay qua quay lại. Cái này mà chạy nhanh khó quay lắm. Tại vì nó lắc. Không sao chú, cái cây của con nó không có bị lắc. Cây cái cây không có lắc nhưng mà dạ. cái máy của mình chụp này không lắc luôn. Dạ. Bữa chở nhỏ kia nó chạy cái nó đảo nó lắc nó chụp được mà đứng lại chạy từ hai lần dạ. Bay được này mấy hình đâu lắc đâu đó. Dạ. Cũng có máy cũng nhỏ gì kiểu chạy cứ chạy lắc lắc lại. Con thích chơi mấy cái máy này nên mua nhiều máy lắm. Nhỏ giống tay. Dạ. Thôi phải cái thời chú rồi nó nhu cầu nhiêu đó. Không, bây giờ cái chú xài rồi mở ba cái xài của bắp cũng không xài. Dạ. Nay giờ chú không xài. Dạ. Đây tới đây là dưới cầu Ca Mét. Nếu đi bên phải thì chúng ta sẽ đi ngang cái hẻm số 1 Ca Mét. Hành trình mới. Hành trình không hành trình cũ nhưng mà một phương tiện mới. Hồi xưa vui lắm bây giờ. Hồi xưa vui hả chú? Hồi xưa ở đây có rất là nhiều cái rạp nữa chú, rạp bông sen rồi rạp Minh Châu gì á. Minh Châu. Dạ. Rồi nói chung là hồi xưa là rạp hát nhiều lắm. Rạp hát thứ hai là nhân sống bùi nó nhiều. Dạ. Quán cốc cũng dễ sống. Dạ. Bây giờ cũng dẹp hết trên cũng bây giờ chỉ có đưa mấy quán bar mấy cái chỗ lớn lớn còn còn gì không có bằng xưa. Dạ. Xưa dài là ngồi quán ngồi ăn nhậu dài được quán đủ quán vui. Hồi xưa Sài Gòn đơn giản hả chú? Để giữ cái sâu hồi xưa là cuộc sống khó khăn dặm thôi. Dạ. Không có bậy bạ nhiều. Dạ. Chỉ đơn giản sống đơn giản mà dễ sống. Dạ. Bây giờ phải có tiền. Tiền mới được. Dạ. Còn dân Hà Nội. Dạ. Mà cái tự dân mà dân Sài Gòn mà nó mà không có tiền thì ra vườn mày ô bây giờ lên Bình Chánh thì nước xá. Dạ. Từ từ này cái hẻm số 1. Từ từ cho con cái dân. Dạ. Hồi xưa ở đây hồi xưa tao cũng chạy vô mấy chỗ này vui lắm. Dạ. Hồi xưa là chưa có đường chưa có cầu Ca Mét không chú? Có cầu Ca Mét là không có cái mấy cái đường này. À, hồi xưa là bến Dương Dương ha. Dương. À, mình cùng nhìn lại cái là hồi xưa. Dạ. Cái dãy nhà xưa nè. Hồi xưa là nguyên cái dãy phố thời cái nhà kiến trúc Pháp á chú. Còn nguyên dãy luôn nè. Dạ. Đâu có cần, đâu có cần. Dạ. Lúc đầu cái mấy cái bản hiệu còn để số cũ á, nhưng mà từ từ nó cũng dẹp hết rồi, để số mới theo thời. Dạ. Chú có ở bụi khu này không? Hồi xưa chú có ở bụi khu này không? Bé không? Thôi mối luôn hả? Tại hả? Ngày mai giờ tay đi quán bả uống mà nè quán bả đấy. À quán nào? À. Cái chỗ lành vô là uống. À. À. Biết đâu? Vô đó uống mà nói chuyện dễ. Dạ. Dạ. Ở đây hả? Bả thấy chở vậy rồi nhưng em là khách ngoài đó. À. Hay quán này hả? Ủa, cái ngoài hay chở vô đó nè. Vô đây để xe giá rẻ thôi. Dạ.
À rồi, hay đi gặp chú ở chùa này nè. À đúng rồi. Có mấy lần gặp rồi đó. À, chú ngày nào cũng có, bữa nay chú cũng đi hai tour chùa này. Dạ. Ôi rồi nói tối nay chú ngủ ở chỗ nào? Chú hả? Dạ. Chú vô chừng lắm. Chú nhậu rồi đó là chú cái này... nhậu đã thì chú kiếm chỗ nào một mình là chú ngủ mình à. Dạ. Chỗ này là cái chùa bà. À, đây là chùa bà. Cái đây chùa bà, cái tên của nó cũng như chùa bà trời lớn vậy. Nó dạ. Nó giống y như một cái chùa này, chùa bà như vậy. Dạ. Ở đây là chùa cũng nhất, chùa bà là chùa lớn. À, đây là đầu khu chợ trái. Nó giống y như vậy. À. Hồi thời chú là chắc cái chợ này chưa trái hả? Chưa. Rồi sau đó nó mới bị cháy. Cháy. Bị cháy rồi mới chơi trọi tới giờ luôn hả chú? Nhưng mà dạy sống hay. Cái dạy thì nào mai muốn giải tỏa được. Chắc nghĩ chắc giải tỏa nên ta không xây được nhà mới nè. Tổng dạy. Nè, nên đâu có cấp xây nhà mới đâu. Cái vậy hoài. Thấy mà nó thẳng nó được phụ vợ cũng vậy nó hay hơn được trời ở nhà không. Dạ đúng rồi. Dạ. Kêu lên thang máy rồi. Đó, chung cư á, chung cư á. À, Quyền cái dãy nhà chợ trái hồi xưa. Ủa hồi xưa ngay đây là chợ gà không chú? Dạ. Chợ gà. Chợ gà bán gà buổi sáng hay buổi... Trước trưa là hết rồi. À. Nhưng bây giờ đâu có còn nữa đâu ha. Chỉ còn chợ gà là chỉ có ở trên chợ lớn hai góc. Chú xe lại góc. À. Rồi tới đây cái mình đi qua đường Đề Thám nữa là mình tạm dừng cái hành trình. Dạ. Hôm nào mình lại tiếp tục hành trình đi cung đường khác. Ở chú có số điện thoại không? Không, đó chú không có xài. À, okay. Câu hỏi. À, nếu mở máy không biết. À, nếu mà gặp chú thì phải có duyên mới được. À, có duyên mới gặp rồi. À. Chú giờ chú không xài. Dạ. Xài gọi cho vợ rồi vô điện thoại công cộng gọi. Dạ. Điện thoại bạn bè gọi không bao giờ nữa. Dạ. Thì tức lắm. Thôi điện thoại công cộng cũng là một cái kỷ niệm ha, bây giờ vẫn cái, còn vẫn còn á, ít còn nhưng mà kiếm chỗ nào quen nó có. Dạ. Chỗ ngày vệ sinh là nó để nó bán sách lắm rồi. Dạ đúng rồi. Còn cái nhà vệ sinh công cộng của thanh niên xung phong á. Thanh niên xung phong á. Còn dạ. Cái còn cái. Dạ. Cái đó còn. À, đây là dãy nhà bến Trương Dương ngày xưa nè. Hồi xưa mới ra ra đâu có đường thầu bàn có cái dạ. Gì cục để bấm vô tiếng trời ơi cái đó mới... quay hết chứ cái đó còn mệt thế dạ. Hồi đó có là sang lắm mà nó bảnh lắm rồi đó dạ. Hồi xưa là đánh dây thép mà. Dạ. Xưa nào có cái điện thoại nó bảnh cũng như con dạ. Xe đạp là bảnh dạ. Hồi xưa không có việc gì làm thì chạy xe này để có cái ăn cái mặc đủ nuôi gia đình nha. Cái này chuyên chạy là cố gắng thì bị hay là lâu lắm thì cũng kiếm được ba ngày lao động của thông. Dạ. Yeah. Khó khăn nhưng mà mình biết lờ lái rồi sống được, còn yeah. Lờ lái là ôm cái này là chỉ dùng thôi. Dạ. Biết ăn nói biết lờ lái cũng cầm chiếc xe là được, lờ lái nói chuyện. Dạ. Nhiều không biết đi nó sẽ đi. Ờ chứ. Dạ. Rồi khi mà người ta khi mà lên xe nó bán nó đi rồi. Dạ. Yeah. Nói chung là chú chở khách du lịch là nhiều. Chừng nào cũng dài đi. Hồi xưa chú biết ở chỗ này là sống tỉnh không? Hồi xưa hả? À. Hồi xưa cái xóm tỉnh là chỗ này là không biết thời chú là có chưa? Có nhưng mà chú không có để ý nhiều lúc. Dạ không để ý ha. Chú không có để ý. Dạ, sớm làm nước mắm rồi đó. Mà con cũng nghe mấy người xưa kể chứ con cũng không đâu có hình dung được. Thời chú không biết sao con biết. Không, giờ không có để ý. Dạ. Cái gì phải để ý rồi chợ là biết. Dạ. À, nghe chợ này là chợ hồi xưa cũng là chợ Cô Giang luôn nè. Mà chợ còn muối là riêng nữa ha. Hồi xưa đường Cô Giang không phải là tên Cô Giang mà nó hồi thời Pháp tên là Nô Mung tên tiếng Pháp á. Dạ. Rồi sau Pháp thì nó là Cô Giang tới bây giờ luôn. Hồi xưa thời chú là còn cái bồn nước ngay đây không? Bồn nước còn ha. Bồn nước còn. À. Bồn nước nhiều. Dạ.
Rồi chắc thôi, đến đây thì em xin tạm dừng cái video tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo ha. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ, những chuyến trải nghiệm thú vị. Có dịp về thì mình lên xe chú Tuấn lại đi loanh quanh Sài Gòn tiếp nha. Chú đi thẳng rồi ha. Nhớ chú Tuấn à, chú Tuấn ở ở Sài Gòn. Ủa chú Tuấn năm nay bao nhiêu tuổi hả chú Tuấn? 53 tuổi hả? Phiêu bạc ở Sài Gòn này cũng 3, 40, gần 40 năm ha. Gần 40 năm phiêu bạc ở Sài Gòn. Rồi, thôi xin tạm dừng tại đây. Chú tới đằng kia đi. Con tới đi bộ vô nhà đi. Dạ, con bên bên đường của Bắc. Rồi, đã có xe mà còn đi bộ về chứ. Xe về, xe chú bọc ở Pumanh người ta chặn đạo chú về lại cho lại cái bến cũ. Dạ. Vậy cũng về đi đường nãy. Dạ. Rồi.